đây chính là ngôi làng màu vàng. Wow, đây là túi ngẫu nhiên màu vàng này. Wow, đây là mô lăng. Wow, mô lăng em nhìn đáng yêu quá, đáng yêu quá, đáng yêu quá, mô lăng ơi. Wow, trong chiếc túi ngẫu nhiên màu vàng này chắc chắn là sẽ có rất là nhiều quà, tò mò quá. Kiki kiki. Mì tôm rồi. À, đây là ngôi làng màu hồng. Túi ngẫu nhiên màu hồng mà. Và tiếc quá. Ồ, Hanh ơi, cậu đến ngôi làng màu hồng à? Tớ đến ngôi làng màu vàng này. Đúng rồi, tớ đến ngôi làng màu hồng. Thích, 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 rất thích màu hồng. Bú, bú, bú. Tớ cũng thích màu vàng. Thích, 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 rất thích màu vàng. Tớ rất muốn mở luôn cái túi ngẫu nhiên màu hồng này ra. Bú. Hay quá, mình cùng mở nhé. Có gì bên trong nào? Yeah, đồ chơi mềm dẻo. Bú. Trứng anh rất chi là mềm dẻo nhé. Bọc nó thích quá. Wow, thích thế. Còn tớ thì có cái gì á? Wow, tớ cũng có đồ chơi trứng ếch mềm dẻo này. Mau bóc nó ra xem nào. Wow, chưa gì sờ đã thấy thích rồi. Wow, wow, mềm nhũn lắm ý. Sờ nó rất là thích. Kì kì kìa, Vicky. Để mình ném thử xuống bàn nhé. Yeah. Hay quá. Nhà tớ có rất nhiều đồ chơi Barbie lắm. Tại vì lần trước tớ đang chơi đồ chơi mềm dẻo, thế là nó bị nổ một phát. Thế là từ đó mẹ tớ không bao giờ mua đồ chơi mềm dẻo cho nữa. Tớ hiểu, ơi tớ hiểu mà. Tớ cũng bị mấy lần như thế, thế là mẹ không bao giờ mua cho. Nhưng mà có cách đấy. Cách gì cơ? Bảo tớ với. Nhá, khi đi siêu thị, bạn nói là cần đồ dùng học tập. Trong lúc lấy đồ học tập thì mẹ lấy một cái đồ chơi bỏ vào giỏ tính tiền. Mẹ sẽ hỏi là ơ cái gì đây? Thì lúc đó bạn sẽ xin: mẹ ơi, mẹ mua cho con một lần đi thôi mà, mẹ ơi. À, cách hay đấy nhở. Nhưng mà chỉ được một lần duy nhất thôi đấy. Một lần cũng rất thích. Wow, có đồ chơi mềm dẻo này thích quá đi. Tớ cũng cực kỳ là thích quá đi. Tiếp theo sẽ là món gì đây? Tò mò, tò mò, tò mò quá. Cái gì đây? Wow, là cái quạt này. Cái này là cái gì? Là quạt màu hồng này. Bên dưới này còn có cái chơi thử bong bóng này. Để mình thổi nhé. Này, mình vừa nghĩ ra là một trò hay lắm á. Nhìn nhá, ở chỗ này nhá. Ấy, đúng không? Xong rồi mình sẽ bật quạt lên. Bật quạt lên nhá. Mấy cái bóng bay này nó mất tiêu rồi. Này, nhưng mà mùa hè chúng chơi cái này thì thích lắm ấy. Tớ cũng muốn thử. Các bạn ơi, em hãy thổi bóng bóng bay cao lên đi. Vui quá kìa, Vicky. Tiếp theo là gì đây? Wow, móc khóa Swissy Donut màu vàng này. Còn tớ á. Chiếc hộp bí mật pin công này. Trong này có gì nhở? Tò mò quá. Mình phải mở ra xem mới được. Trong này có gì nhở? Cái này là cái gì? Là xe ô tô. Là xe của cảnh sát này. Nó giống mình quá, nhìn như như công chúa ấy. Xe cảnh sát tới này. Xe cảnh sát tới này. Xe cảnh sát tới này. Sở thích quá. Sở nó mềm mềm nhũn nhũn thích lắm ý. Nào, để mình sẽ mở tiếp món quà tiếp theo nhá. Chính là gì? Gì đây? Là một chú gấu mềm dẻo. Trong chiếc túi này liên tục cho món quà nhỉ kia kia Vicky. Hay quá. Nó cực kỳ là mềm nhũn. Chú gấu này đáng yêu quá. Mình cũng muốn có đồ chơi y như kia. Để mình xem đồ chơi có đồ chơi gì nào nào. Mình cũng có chú gấu mềm dẻo. Mình cũng có chú gấu mềm dẻo màu hồng này. Xinh quá. Chào bạn, mình là gấu mềm dẻo màu hồng. Gọi ta là gấu hồng. Bạn chơi với mình đúng không? Bạn hãy trả lời luôn đi. Còn nếu không thì không, thì mình sẽ không chơi với bạn nữa. Đi go. Bạn đồng ý chơi với mình á? Ok, bọn mình là bạn thân. Bạn là bạn thân. Cái gì đây? Là kẹo dẻo marshmallow này.
marshmallow hình trái tim màu vàng. Thích quá. Ê, tớ cũng có này. Pew, marshmallow. Thánh kẹo dẻo marshmallow ma thuật. Pew, wow. Này, nó có hình trái tim nên ăn nó thì hơi phí đấy nhờ. Mình sẽ ăn thử nó nhé. Nó có bị cam. Tớ sẽ nướng nó lên ăn. Tớ biết thế, tớ cũng nướng nó lên. Ghen thì đúng không? Rất tiếc là cậu đã ăn nó rồi. Tiếc quá, tớ cũng muốn ăn nướng cơ. Mình nướng nó lên nhé. Nào, nướng lên nào. À, nướng được rồi này. Nướng xong rồi kia, nhìn ngon quá. Nhìn ngon đúng không? Để mình ăn thử nhé. Ngọt quá. Cuối cùng, trong chiếc này có nhiều đồ lắm ý. Cuối cùng đó chính là gì nào? Tò mò quá. Cái gì đây? Đây là Slam Soda xoài. Mình cực kỳ là thích vị xoài đây, nhưng đây là Slam. Tò mò quá. Tớ muốn xem món quà cuối cùng liệu nó là gì đây? Phải mở nó ra mới được. Tò mò quá. Chính là dưa hấu này. Dưa hấu. Wow, mình mở nó ra nhé. Nhìn màu nó đẹp quá. Nào, để mình đổ nó xuống bàn nào. Thích quá. Thú vị quá. Dưa hấu. Tớ cũng phải mở ra mới được. Các bạn nhìn này, nhìn nó giống như chất lỏng ấy nhở. Nhìn thích quá. Xoài ơi, xoài ơi. Cảm giác như có nhiều nước lắm ý. Này, mày cũng muốn uống nước đúng không? Mày nhảy qua uống nước này đi. Nào, 1, 2. Ê đời đã ô vi ghi. Hay quá. Chuyện gì? Tớ không còn quà gì à? Tớ á? Không còn gì mà. Chắc cậu còn cái gì nữa đấy? Tớ còn có cả cái này nữa. Poi. Con mà tớ không còn cái gì ở đây. Tớ không còn cái gì hết. Hình như là không có á. Mình lại có thêm cái nữa này. Cái nữa? Nhưng hai cái á? Nhưng mà cái này là màu vàng nhỉ. Thật nhở? Không lẽ nào á? Hình như cái đó vốn là của tớ, nhưng họ lại nhét nhầm sang thú của cậu ấy. Hình như là thế rồi. Thế thì cậu phải đưa đây cho tớ chứ. Đưa này. Hay không đưa? Thế gì vậy? Giờ nó ở trong tay tớ nên đó là quyết định của tớ. Không được làm thế á, thế sẽ bị phạt đấy. Phạt á? Thế thì rõ lắm. Hay là cậu lấy trái tim màu hồng này nhé. Màu hồng á? Tại vì tớ rất muốn có một món quà màu vàng. Thế cũng được. Của tớ toàn là màu vàng nên nhận một cái màu hồng chắc cũng được. Đâu, đưa đây đi. Tớ ném nhá. 1, 2, 3. Màu hồng xinh quá, nhìn nó ngọt ngào quá đi à. Mình sẽ xem trong trái tim màu vàng tươi mát này có gì không nhé. Nào, mình bóc nhé. Mở ra nào. Có kẹp tóc này. Nhìn yêu quá. Kẹp lên tóc nào. Nhìn cậu toàn được các món đồ yêu thích tôi á. Trong này á, có thể có đồ xinh mà cũng có thể là không. Vận mệnh này sẽ đánh đổi với hai anh Nguyễn để xem trong này có đồ mình thích hay là không thích đây nào. Để mình mở ra xem nào. Nào, có cái gì nào? Cái gì đây? Đây chính là móc khóa và kẹo màu vàng này. Hay quá kia kiểu Vicky. Sao mà nhà mình thích ăn kẹo vàng thế cơ chứ? Mình đổi quà với hai anh Nguyễn thật là may mắn. Thích quá đi. Tớ cũng thế, tớ cũng thích. Hôm nay nhận món quà trong từ ngẫu nhiên nào. Thích thế nè. Thích quá. Hay quá, hôm nay là một ngày vui. Mở túi quà ngẫu nhiên màu hồng, màu vàng. Đây, let's go.